Đưa người ta giấy xanh kia, của tôi gì xanh kỳ vậy? Ê, chỉ có hai người à, tôi đâu biết gì đâu. Gì giấy gì nữa hả? Lương thơ tự gì á. Thôi rồi Út, tới cùng chuyện nữa rồi Út ơi. Thôi rồi Út, tới cùng chuyện nữa rồi Út ơi. Vậy rồi rồi tới công chuyện này. Bà ba, ok nha nha. Thì em mới đi giấu chiếc xe bà Linh trong bụi chuối cả nha. Hy vọng là bà không thấy, chứ bà mà thấy chiếc xe bà nằm trong đó chứ bà quýnh em má em nhìn không ghê luôn cả nha. Thì trên tay em đang là cầm hai cái bao cái phong bì, trong này là có tiền thiệt nha cả nhà, đó tiền lương. Với lại hồi nãy em có đi xin được cái tờ giấy. Giấy là giấy cầm đồ nha cả nhà. Đó. Em cầm chiếc xe bà Linh 8 triệu để em trả tiền lương cho bà Linh Nế với tiểu tử nha. Xem là một tí nữa chị em đấu đá nhau nha cả nhà. Tiếng này bà Linh tới không chị luôn. Nhưng mà em sẽ nhờ mẹ Hương em đem vô để mà đưa cho bà Linh Nế nha. Bà đang ngồi trong kia kìa. Chứ em mà vô, bà mà biết em cầm chiếc xe của bà quýnh em ít xịt rồi cả nhà. Quýnh cái dạo này bà dữ. Bún má nhìn không ra luôn á. Cho nên bà dạo này bà ghê lắm. Thôi bây giờ em sẽ bỏ vô cho tụi mày, gửi tặng cho bà Linh, để xem là bà Linh cái biểu cảm của bà khi mà bà thấy em cầm chiếc xe 8 triệu bạc trả cho tiền lương cho bà hay với tiện tử như thế nào nha. Cả nhà cùng đấu xem nha. Bây giờ em sẽ húng húng mẹ ra nha. Dạo này gần Tết rồi, bà hằng học dữ. A few moments later. Nguyễn Thị Mỹ Linh. Nguyễn Thị Mỹ Linh. Nguyễn Thị Lự Nhiên kêu lên cũng ngon con chi má. Chị Mỹ Linh với Nguyễn gì ta? Nguyễn Thị Yến. Có tin vui. Không phải của con. Nguyễn Thị Yến không phải. Nếu mẹ muốn về. Con phải Hồ Nguyễn. Không phải Hồ Nguyễn, lấy mẹ hồi gì đi. Cái gì vậy Mỹ Yến? Ai biết Mỹ Yến? Kim Yến, Mỹ Yến có tin vui. Sao Yến mẹ? Yến Hồng có tin vui luôn. Nhưng mà tía không được vui. Sao tía không được vui vậy? Có vui không? Ở đâu? Vui cái gì? Trời nắng chết mẹ vui gì? À, ai ta gọi kêu mẹ đưa giùm. Người đó đâu rồi? Nhìn giống như cái bao thằng cà phê ngày qua mẹ. Phê đâu cà phê hoài vậy? Cái bị thương qua thì chứ đâu? Cà phê hoài. Ủa Mỹ Yến. Nên ta dày, mày món rác mà. Này Mỹ Yến phải không? Wow, của con nè. Biết nói gì chân trời. Cái này Mỹ Linh. Wow, phải không? Tiền lương có thiệt mẹ ơi. Ồ, tiền lương. Cái này là Quý Hồng Nguyễn phải không? Mùi thơm á. Lương, có tiền lương. Lương tôi gì mà lương người ta giấy xanh kia của tôi gì xanh kỳ vậy? Lương chỉ có hai người à, tôi đâu biết gì đâu. Gì giấy gì nữa hả? Lương cái gì? Thơ tự gì á. Thôi rồi Út, tới cùng chuyện nữa rồi Út ơi. Thôi rồi Út, tới cùng chuyện nữa rồi Út ơi. Vậy hợp đồng cầm đồ. Hợp đồng cầm đồ. Thật vô nghĩa. Bây giờ thằng Hải nó đưa cho thím đúng không? Ừ. Đồ đâu? Đây cầm cố, cầm cố tài sản mà, chứ đâu không đồ. Không có chữ hả? Dịch vụ cầm đồ Kim Liên 2. Cầm cố tài sản. Thì cầm cố tài sản là sao mày không cầm nè? Đồ? Cho dịch vụ cầm đồ nè. Mỹ Linh. Mỹ Linh tên chị á. Trời đất ơi, là mày trời mà. Con là Mỹ Yến mà không phải hả? Thú hả? Thú hồi không mà. Nè nó cầm được 8 triệu nè. Cái xe điện nè. Osaka nè, ngoài không thấy được mày đưa ta đọc. Sao không thấy được? Kim Liên 2 ấp 3 ấp biết cái gì bây giờ. Đọc thôi bà ơi. Mày đọc nè, bây giờ cái quan trọng thì đọc đi nè. Nè xe điện nè, hiệu gì nè, số tiền nè 8 triệu nè. Yến ơi trả cái tiền này đi, đi chuột xe. Ở chưa đấy nè. Tiền này tiền lương của em mà đâu có phải tiền của chị đâu mà lấy tiền của chị. Mà em không biết chị cầm chiếc xe thì đi kiếm bạn Mỹ Linh mà, cái này bà không à. Chưa nó ra cái mặt nó như chảo nhiều nái ăn gà vậy. Tự nhiên nó ra nó gửi chiếc xe nó đi luôn rồi vào xe điện lại. Mà không cản nó lại. Thấy có chìa khóa nằm xe nó phóng lên nó chạy luôn, biết được nó mà. Khùng quá. Rồi sao? Ủa? Cái chìa khóa mà ghim vô xe. Ê, giống ai? Ê, mày ngồi xuống đây bình tĩnh ngay. Bộ nó mượn xe nó cầm rồi nó trả tiền luôn hả? Đúng rồi. Bây giờ tới công chuyện rồi. Trời mà, đọc gì mà không có rõ ràng chứ. 8 triệu.
nước đây suy nghĩ rồi mãi luôn. Nó chứ ai vô đây chiếc xe mất mẹ mẹ hiểu xe rồi chỉ đồng, đồng nai luôn không lẽ hèn chi nó quắt tao ra rồi nó đưa rồi nó đi luôn ra nó dám về đây biển số nó bị đây con giết nó chết BEGA là gì EGBL bà yến được như là bà yến xe đạp rồi hả ủa đây dương triệu nè ừ đắng quá 4 triệu hả? Dương triệu chắc là chuyện của mẹ ha. Ủa trả đây mẹ, cho mẹ 4 triệu tao đi chưa? Trả tôi đi chủ xe về cái này tiền lương của em. Lương lương vậy bây giờ nó lấy cái tiền này nó cầm cho á. Thì chị đi kiếm anh Hải đi em cũng là công nhân hả? Trời ơi đi kiếm gì? Kiếm nó giùm con ơi. Xe của ngoại đó. Cầm xe mà mày đi kiếm nó mắc gì tao kiếm nó chị? Cầm giấy cầm xe. Cầm giấy nè, mới mất chỗ xe nè. Mẹ giữ giùm con mẹ. Giữ là không còn đồng bạc á. Giữ đi. Trời ơi. Nhưng còn cái giấy luôn khỏi đi chuột. Giấy hả? Trả lại 4 triệu đây tiền lương của người ta. Trời đất ơi. Trời ơi. Trời ơi. Ăn vô giật cái gì nè. Làm gì chặt bắt đầu á. Giờ mất mẹ chiếc xe giờ phải cầm cái tiền vô túi trước đi kiếm xe. Cầm đi khỏi lấy xe chứ có gì đâu. Thằng Hoàng biết rồi nhưng quay gì cho gì lắm đúng không? Ờ. Không, cái này chủ coi cơ giấy sở là Nguyễn Chí Huy chứ không phải là Hoàng gì hết á. Lộn rồi. Rồi sao? Không có giấy cầm đồ một sao một đứa lấy giấy một đứa lấy tiền là ai giờ chuột vô ruột ra rồi cái hồi mất tiền nữa. Ruột ra ruột ra. Ông Nguyễn Chí Huy chủ cơ sở chứ không phải là của anh Hoàng. Cái này của anh Huy. Anh Huy anh khó hơn bà Hoàng. Thôi 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 sẽ lại gì sẽ rồi biết nuôi mày người ta chia đôi mọi bao thơ thơ bao bì cũng sẽ đôi chia đôi ai giờ hai giờ bài đưa tiền lại tao mọi quá tao đi chuột nha giấy đồ chuột còn hai mày không đi đưa tiền lại tao làm bà có đi chuột đi đâu hai giờ đi cho ngoại mà đang đâu đi chuột xe rồi mệt quá trả tiền luôn cho em đi từ từ để chuột xe về dưới đi đó người trả sao chuột có hết tiền lấy gì tiền nói trả lúc mà chị nói thì báo không trả à ra là mày ủa ơi gì vậy bà nội ai vậy cái gì vậy mày trời. Ủa sao hai chị xe này vậy? Gì vậy? Đánh vậy? Gì vậy? Vậy? Đâu qua xe xe cho hai chị xe này vậy? Mượn bắt hai chứ đâu? Trời ơi. Là sao? Có bị gì vậy? Ủa hai. Gì? Anh Hải đem cầm chiếc xe này rồi nè, có giấy tờ đàng hoàng mà sao xe mượn của bác hai là sao? 8 triệu. Đúng rồi. Xe này cầm 2 triệu tao cầm vô nữa. Xe này mua mười mấy triệu nè. Ủa, mắc gì vậy? Xe mua 4 triệu đó. Bác hai mượn đi vô mặt không nãy giờ? Xe của Nhật đàng hoàng mày nghĩ sao vậy? Báo gì xe này đó. Đừng muốn tôi. Cầm 8 triệu. Cái xe này mà quỷ hả? Hàng quỷ báo nó lấy của tao đó đi cầm mày nói gì vậy? Em không biết rồi nha, em mượn xe chi bác hai rõ ràng đi lại đập ta. Mượn lâu chưa? Lâu rồi. Bác bà, mẹ ơi. Mẹ. Đó rồi. Ơi. Lên luôn con à. Lên luôn con à. Lên luôn con à. Chắc mày quýnh nhỏ lên. Trời ơi. Sao mày làm gì mày quýnh con gái vàng của tao? Trời ơi. Sao mày làm gì mày quýnh con gái vàng của tao? Cái gì? Mày hết tự quýnh rồi ha? Mày quýnh con gái tao hả? Cái gì mày được? Sưng. Anh hai. Nó lạ lạc nó xấu mà làm gì quýnh con tao? Con gái hả? Thay đổi chứ. Cái gì đâu, cái vàng mà mày làm gì? Mà tao hỏi mày làm gì mà quýnh con tao? Chỉ đâu cho mặt tao hả? Nó thay đổi giới tính hả? Ừ, sao lưng ông nội? Không, nó thay đổi giới tính hả? Mày chủ gì mà nó trai ủa chiếc xe của con thằng báo nó lấy nó đi cầm đã đời nè, cầm tới vậy con với Nguyễn đi tìm nè. Con với Nguyễn đi tìm nè. Ra thấy tự nó chạy. Mày hỏi đàng hoàng đi, có đâu mà mày đè mà đập nó vậy? Ờ, thì cái quýnh ta làm gì có chiếc xe là bừng rồi mà mặt. Nó ốm yếu không? Ốm yếu hả? Nó hiền như cục đất mày chứ gặp hả? Hồi đó xanh non. Sao mày vậy thằng Hải nó quất rồi con hả? Sao chị quất làm? Đầu nó quất làm. Ủa thằng này hiền là con thím mà. Thôi cái con ai? Là thằng ba báo nó hung dữ nó giống ai? Nó giống ông phải không? Thằng này hiền. Nè. Nói chuyện với người này vô. Xe. Hai bà nói chuyện mâu thuẫn quá. Thuẫn cái gì? Thằng gái tao quất hết mẹ luôn à. Không quất thằng này. Thì mày quất con gái tao được chứ?
cái hiệu hiệu này phải không? Oscar. Oscar gì hả? Cái này. Chết mẹ rồi. Má con ta nói mượn má hai. Mẹ thằng ba báo rồi. Mẹ thằng ba báo rồi. Xe này là xe gì? Bega. Anh hai lấy cái chiếc xe này đi từ sáng từ mấy ngày trời rồi. Cái hiệu này khác, cái hiệu này khác mà sớm xa sớm khác. Trời ơi, cuộc sớm. Ủa là anh Hải lấy xe nào vậy? Nó rồi đi ra nhà nó cũng mượn nó lấy xe mà chắc nó lấy lộn chiếc xe kia. Xe này ra. Có hai chiếc đạp điện. Hai đạp điện vậy? Không xe điện, sớm xa sớm khác, đánh con mà. Vui lắm. Cười lắm. Khủng quá vậy, mày đánh con tao rồi mày vui. Vui. Cầm lộn xe rồi. Cầm lộn xe. Cầm lộn xe rồi. Cầm lộn xe. Vui, xe ngoài còn nguyên. Rồi trả tiền đây. Tiền chứ qua xe kia của ai? Xe của người ta. Người ta gửi. Mày vui đó. Ba báo nó tự nó làm mày tự nó. Rồi mày quý lộng người có vui không? Mày chỉ đâu quýnh đâu nữa vậy? Cái rạp mà. Vui quá, vui quá. Ba báo làm cầm lộng xe rồi còn. Rồi cái xe, cái giấy thì lỡ bị cắt thì có sao không? Có sao đâu. Người ta không cho lấy. Đường báo đi. Đường báo tự đi chuộng xe của người ta gửi á. Tiền ở đâu chỗ công việc của nó chứ, cái này tiền là dù sao ai mượn cái vụ lương của nó nó vừa giả hôm qua vụ mà cà phê giờ mới lấy lương chứ. Rồi bây giờ mộng giờ không nói mày nói mày xin lỗi con gái. Xin lỗi đi con trai. Con gái hoài bà. Con gái lấy được chồng muốn lấy được vợ quên. Mập đi quá nha. Quên con trai tao. Ủa nói từ nãy giờ bao nhiêu lần mày cứ quên con trai này sao? Chị xin lỗi anh hai em tí đi. Mày cũng đánh anh hai em à. Con sao? Đứng đây mà Linh ba đánh anh hai mà không biết. Nãy không con không có biết là thật hư nó như thế nào đâu. Không giữ gì. Mày đi ngồi trả xe cho bả nha. Rồi kêu thằng ba báo rồi đi. Nhưng mà sao mày có nụi chân trời. Lỡ người ta đòi bắt hai chiếc xe kia xe đâu trả trời. Đó là do bắt hai. Ừ. Ai biết bả giận thì do bả. Mỹ Linh đó, Mỹ Linh cầm. Rồi chú ai? Đâu phải chú cứu mình đâu. Anh bóng đừng có sẵn sàng chú khác chú kia. Chữ ký của Nguyễn Ngọc. Kệ đi. Kệ nó đi. Có tiền lương rồi cũng có kệ à. Đừng có lương được rồi trời, chứ mình cà phê làm gì?